lâu lâu anh em nhé, lắp game bay vật đi. Đó, lắp lotion vô, ngon ngon, lắp lotion vô thấy ngon rồi đó. Thì mày đơn ném hết, ném cái đầu. Trời ơi, bị nó dụ rồi. Nó tưởng lotion đi AD chứ. Cả hết đi AD, quên cầm tẩy rồi, quên cầm hết phép luôn. À, cầm tẩy là phải ta giết hả? Đây. Trời ơi, kéo người can giết đã được rồi, gướng AD chứ chết hết vậy. Trời ơi, full đồ luôn rồi. Phút thứ 10 full đồ rồi. Phút thứ 10 full đồ luôn chứ. Không lắc, không lắc, không lắc. Quá ngon. Thời tới tán cản không kịp. Họ phát 7 mạng. Trời. Sao tăng trụ vậy ta? Ây da, sao đỡ tăng trụ vậy? Ok, giờ dính hai cái phải chết chứ. Thằng bé này nó có mấy pha kéo ảo lắm nha, đó ví dụ như pha này hai đầu dính nó đây, nó chưa hỏi e, nó con slash hỏi e trước đúp của Gakan. Ôi
có người đến cứu luôn. Ủa sao TV vậy? Ồ view ra sao đánh lại tôi? View ra sao đánh lại tôi? Đồ như đây. ném cho bể lầu. Sao cho đồng đội ok. Chứ view ra đồ như đây gặp Gavin cúp á. Làm gì được Gavin đâu. Hơi hừng rồi đó. Rồi đờ. Bình giữa lầu Gavin. Mình lỗi mình phải binh đó. Một người đẹp. Không mang Baron nhỉ. Ây có mắt luôn. Trời thua được luôn hả trời. Đậu xanh. Về nét. Game này về giáp đúng không mà, đổi giày gì nữa. Đi nó 4 vật lý mà. Trời thật ghét. Thằng bố bên em ơi. Cầm bắt hai vẫn win được. Nó tìm liền rồi quá. Dây. Nó view ra có TP thua. TP boss thua. Ờ TP. Game bị thua luôn kìa, toàn lao. Sao nãy trai? Tôi này chơi game khác. Trời ơi, game bị thua được. Oh no. Rất là cay nha. Sao anh em đồng lòng mà. Quý lộn cả đám cùng đánh, cùng thua. Đồng lòng mà.